Kính thưa chủ tọa kỳ họp, kính thưa Quốc hội, trước hết, tôi cơ bản thống nhất với báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Đồng thời, tôi đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của Chính phủ, các bộ ngành trong khối nội chính và các địa phương trong thực hiện công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023. Những kết quả đạt được đã góp phần rất lớn trong việc giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Cụ thể, đối với công tác tiếp công dân, các báo cáo cho thấy việc tiếp công dân của thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước các cấp có nhiều chuyển biến tích cực, đa số đều nhận rõ về trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước đã quan tâm thực hiện tốt việc tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo, hầu hết đều thực hiện nghiêm túc việc công khai lịch tiếp và trực tiếp tiếp công dân định kỳ hàng tháng. Đa số cán bộ làm công tác tiếp công dân có tinh thần trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, có trình độ nghiệp vụ phù hợp. Việc tiếp nhận, xử lý đơn của các cơ quan, đơn vị cơ bản đúng theo trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật. Đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân cơ bản thực hiện đảm bảo quy trình theo đúng quy định của pháp luật từ giai đoạn tiếp nhận, thụ lý, tiến hành xác minh, ban hành quyết định giải quyết, việc đôn đốc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật được quan tâm và có những chuyển biến tích cực. Việc tổ chức thông tin thông báo kết quả giải quyết khiếu nại tố cáo đã được các cơ quan thực hiện công tâm, khách quan, đúng quy định. Nhiều vụ việc được dư luận xã hội quan tâm đã được các cơ quan quan tâm tiến hành xác minh, kết luận nhanh chóng, khách quan và kịp thời. Các vụ việc khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được chỉ đạo rà soát giải quyết quyết liệt với nhiều biện pháp. Có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên nhiều vụ việc đã được xử lý giải quyết nghiêm minh, khách quan, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự của địa phương và cả nước. Công tác thanh tra kiểm tra, trách nhiệm về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện thường xuyên liên tục. Qua thanh tra đã chấn chỉnh kịp thời những hạn chế thiếu sót và của cá nhân cán bộ công chức có vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt pháp luật và các quy định về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo. Việc thực hiện các kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xử lý giải quyết đơn khiếu nại tố cáo do đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội chuyển đến được Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ và các bộ ngành địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, tôi cũng thống nhất với những tồn tại hạn chế trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2023 mà các báo cáo đã nêu. Các tồn tại hạn chế đó là một số thủ trưởng cơ quan đơn vị chưa quyết liệt, thiếu sâu sát để có biện pháp hữu hiệu trong việc giải quyết vụ việc đông người phức tạp, kéo dài. Còn tình trạng người đứng đầu ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân định kỳ, một số nơi chưa tổ chức thực hiện có hiệu quả quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, trình độ chuyên môn, năng lực và kinh nghiệm của một số cán bộ ở cấp cơ sở còn hạn chế, công tác bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại tố cáo ở một số địa phương chưa được quan tâm đúng mức. Việc thực hiện một số kiến nghị của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và giải quyết một số vụ việc khiếu nại tố cáo do đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chuyển đến còn chậm, có trường hợp báo cáo kết quả thực hiện chưa kịp thời. Kính thưa Quốc hội, năm 2024 là năm cao điểm thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo nghị quyết số 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15. Là năm bản lề chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, các vấn đề về kinh tế xã hội, về đất đai, về chế độ chính sách có thể sẽ phát sinh khiếu nại tố cáo. Do vậy, tôi đề nghị Chính phủ, các bộ ngành trong khối nội chính, các địa phương tiếp tục xác định công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, chủ động nắm chắc tình hình, tập trung xử lý và kịp thời giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, không để xảy ra điểm nóng gây phức tạp về an ninh, chính trị và trật tự xã hội. Đồng thời, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về luật tiếp công dân, luật khiếu nại, luật tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, chỉ thị số 14 của Thủ tướng Chính phủ, nghị quyết số 623 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, đặc biệt là trách nhiệm của cơ quan thanh tra các cấp trong công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, chủ động nắm chắc tình hình khiếu nại tố cáo tại các địa phương, đặc biệt là đối với những địa phương đang có hoặc tiềm ẩn xảy ra các vụ việc đông người phức tạp để chủ động đôn đốc phối hợp giải quyết. Đề nghị các cấp ủy đảng chính quyền các địa phương tăng cường phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật đến toàn thể nhân dân để mỗi người dân nắm bắt được các quy định của pháp luật, đặc biệt là chính sách pháp luật liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của công dân trong khiếu nại tố cáo. Theo đó, các bộ ngành trung ương tiếp tục rà soát, đánh giá việc thực hiện các chính sách pháp luật liên quan đến khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực thuộc bộ ngành quản lý để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại tố cáo. Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình khiếu nại tố cáo trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền mới phát sinh, tổ chức thực hiện nghiêm túc triệt để các quyết định kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực pháp luật và những vụ việc đã được Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành chức năng của Trung ương có ý kiến chỉ đạo giải quyết, tiếp tục rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đọng phức tạp kéo dài. Tập trung giải quyết kịp thời dứt điểm đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại tố cáo mới phát sinh ngay từ cấp cơ sở. Thực hiện tốt quyết định giải quyết khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Xử lý nghiêm đối với tập thể cá nhân có trách nhiệm trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo không thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ người tố cáo dẫn đến người tố cáo bị trả thù, trù dập, cố tình né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo để công dân khiếu kiện kéo dài, vượt cấp, thực hiện không nghiêm các quyết định kết luận giải quyết khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tiếp công dân xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại tố cáo của các bộ ngành, cơ quan trung ương và địa phương, đặc biệt là kiểm tra về trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ làm công tác tiếp công dân xử lý khiếu nại tố cáo. Và cuối cùng là nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nói chung và pháp luật về công tác tiếp công dân khiếu nại tố cáo nói riêng, chú trọng bố trí đủ nguồn lực để nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác này, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo, sử dụng có hiệu quả phần mềm hệ thống đang có, nghiên cứu có phương án để triển khai nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo, đảm bảo các yêu cầu theo nghị quyết của Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn đại biểu.